Chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3, là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite Amway. Trong khóa học này, bạn sẽ được học về những nội dung chính sau đây. Đầu tiên là kiến thức tổng quan về Omega 3, nhằm giúp bạn hiểu về Omega 3 và vai trò của Omega 3 đối với cơ thể. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Về những ưu điểm và những lợi ích mà sản phẩm này mang đến cho sức khỏe, đâu là những thực phẩm bạn cần sử dụng hàng ngày? Khoai tây chiên, gà rán, xúc xích, cá viên chiên, thịt ba rọi chiên, bánh ngọt, bánh snack, hay cá hồi, cá trích, cá thu, cá cơm, hạt óc chó, hạt chia, hạt lanh, hạt đậu nành non. Bạn có biết nhóm A là nhóm thực phẩm cung cấp dồi dào chất béo omega 6, nhóm B là nhóm thực phẩm cung cấp dồi dào chất béo omega 3. Omega 6 và omega 3 đều là những axit béo thiết yếu cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. Nhưng chúng lại không mang công dụng giống nhau. Omega 6 là chất gây viêm, trong khi đó omega 3 là chất kháng viêm. Những món ăn chiên xào thường hấp dẫn người dùng từ màu sắc đến hương vị. Nên ở nhiều nơi, phần lớn mọi người ăn nhiều omega 6 hơn omega 3, từ 14 đến 20 lần. Điều này gây viêm trong cơ thể và gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, viêm khớp, ung thư, hen suyễn. Đây chính là lý do các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chúng ta nên cân bằng lượng omega 6 và lượng omega 3 với tỷ lệ 1:1. Có nghĩa là chúng ta cần hạn chế sử dụng các thực phẩm giàu omega 6, như các loại thức ăn chế biến với các loại dầu mỡ, các loại thịt chế biến, và tăng cường bổ sung thêm các thực phẩm giàu omega 3 trong chế độ ăn hàng ngày. Mời bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những kiến thức tổng quan về omega 3 ngay sau đây nhé. Omega 3 là axit béo không bão hòa đa, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Omega 3 còn là axit béo thiết yếu vì cơ thể không có enzyme để tổng hợp omega 3, nên chúng ta cần phải bổ sung omega 3 từ chế độ ăn hàng ngày. Có 3 loại axit béo omega 3 liên quan đến sinh lý học của con người là ALA, EPA và DHA. ALA là tên viết tắt của alpha linolenic acid, chủ yếu được tìm thấy trong các nguồn cung thực vật như các loại hạt. Khi ALA được nạp vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành EPA và DHA. DHA có tên gọi đầy đủ là docosahexaenoic acid, được tìm thấy trong các nguồn cung động vật như dầu cá và các loại cá béo. DHA mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, đặc biệt DHA là chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe của não bộ và mắt. DHA chiếm 15-20% cấu trúc vỏ não, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển trí não con người và bảo vệ các tế bào thần kinh và tăng cường trí nhớ. DHA chiếm 30-60% cấu trúc võng mạc, rất cần thiết cho sự phát triển hoàn thiện chức năng nhìn của mắt. EPA là tên viết tắt của eicosapentaenoic acid, được tìm thấy trong các nguồn cung động vật như dầu cá và các loại cá béo. EPA có nhiều tác dụng cho cơ thể, đặc biệt là tốt cho sức khỏe tim mạch như kháng viêm, giảm và ngăn ngừa hình thành huyết khối, giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong máu. Vậy nguồn cung cấp omega 3 đến từ đâu? DHA và EPA được tìm thấy phổ biến trong các loại cá béo như cá hồi, cá trích, cá cơm, cá thu. Trong khi đó, ALA được tìm thấy nhiều trong các loại thực vật như hạt óc chó, hạt chia, đậu nành, dầu hạt lanh. Tăng cường sử dụng các thực phẩm giàu omega 3 trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp tốt cho sức khỏe não bộ, thị lực và tim mạch. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh omega 3 còn mang lại nhiều lợi ích khác như tốt cho da, tốt cho sức khỏe xương khớp, giúp ngủ ngon, tăng cường chức năng miễn dịch, vân vân. Ngoài các lý do tốt cho sức khỏe, chúng ta cần nên ưu tiên bổ sung omega 3 vì những lý do. Omega 3 là axit béo thiết yếu, cơ thể không tự tổng hợp được mà cần phải bổ sung từ nguồn thức ăn. Chế độ ăn uống hiện nay chứa quá nhiều omega 6 nên cần gia tăng bổ sung omega 3 để đưa về tỷ lệ tối ưu 1:1. Ngoài ra còn có các đối tượng có nhu cầu cần được cung cấp nhiều omega 3 như trẻ em thuộc giai đoạn đang phát triển, phụ nữ có ý định và đang có thai, người cần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và xương khớp. Tất cả đều cần bổ sung omega 3 để đảm bảo duy trì sức khỏe và phát triển cơ thể. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo mỗi người cần bổ sung ít nhất 2 khẩu phần cá béo mỗi tuần từ những nguồn khác nhau. Lượng ăn này tương đương với 200 gram cá béo một tuần. Tại sao chúng ta nên bổ sung omega 3 từ cá mà không phải từ các nguồn thực vật? Các loại cá béo là nguồn cung cấp omega 3 dưới dạng EPA và DHA. Đây là dạng chất béo được cơ thể sử dụng trực tiếp. Các loại hạt chứa nhiều omega 3 dưới dạng ALA. Tuy nhiên, ALA cần phải chuyển hóa thành EPA và DHA trước khi sử dụng.
Tỷ lệ chuyển hóa ALA thành EPA khoảng 20%, ALA thành DHA khoảng 4%. Vì vậy, ăn cá béo chính là cách tốt nhất để bạn cung cấp omega 3 cho cơ thể. Trong ngành công nghiệp dầu cá, cá hồi chính là lựa chọn số 1 của các công ty. Bởi vì cá hồi là một trong những nguồn axit béo omega 3 dồi dào. Trong 100g cá hồi nuôi sẽ có 2,3g omega 3. Còn trong 100g cá hồi đánh bắt hoang dã sẽ có 2,6g omega 3. Tuy nhiên, ngày nay, các vùng biển đang bị ô nhiễm nặng, khiến hải sản cũng có thể nhiễm kim loại nặng như arsen, thủy ngân, chì, rơm. Cơ thể có thể tích lũy chất độc nếu ăn cá nhiễm độc, gây rối loạn chuyển hóa hoặc rối loạn hoạt động chức năng các cơ quan trong cơ thể. Bên cạnh đó, thời gian gần đây có rất nhiều thông tin về việc kinh doanh thực phẩm thủy hải sản tươi sống đã sử dụng phân ure trộn với đá, thuốc tẩy Javel để giữ hải sản tươi lâu. Việc sử dụng những thực phẩm này sẽ gây rối loạn tuyến giáp, giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến gan, thận. Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ở nhiều khu vực, quốc gia cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Nhiều nguồn tài nguyên bị khai thác cạn kiệt đến mức báo động đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng, cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều quốc gia. Qua những vấn đề vừa kể trên, chúng ta có thể thấy được việc chọn lựa được một nguồn cá cung cấp omega 3 chất lượng vô cùng quan trọng. Vậy thế nào là nguồn cung cấp omega 3 chất lượng? Một nguồn cá chất lượng phải đáp ứng được những tiêu chuẩn như sau: là các loại cá sống trong môi trường biển sạch, là loại cá giàu omega 3, việc khai thác cá không được gây ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái, kỹ thuật đánh bắt và chế biến giúp giữ nguyên độ tươi ngon, dưỡng chất có trong cá và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vậy làm thế nào để chúng ta chọn được nguồn cá chất lượng và an toàn? Bạn hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi trong phần 2 của khóa học mang tên Nutrilite Salmon Omega 3, nguồn dưỡng chất từ biển. Trước tiên, bạn hãy xem một đoạn video ngắn kể về câu chuyện của Nutrilite Salmon Omega 3 nhé. Bất kỳ công ty nào cũng có thể sản xuất omega 3, nhưng không phải công ty nào cũng có thể sản xuất omega 3 với chất lượng cao nhất. Để có được các nguyên liệu chất lượng tốt và thiết lập quy trình sản xuất đáng tin cậy, đòi hỏi kinh nghiệm và khoa học. Carl Rambaud, nhà sáng lập Nutrilite, đã tập trung vào các nguyên liệu tự nhiên được tìm thấy trong đại dương vào những năm 1950. Ông đã khám phá vùng biển Alaska bằng tàu nghiên cứu Acania của mình. Giống như những trang trại hữu cơ chúng ta có trên đất liền, chúng ta cần giữ cho các trang trại trong đại dương sạch và không bị nhiễm bẩn. Điều này đã trở thành điểm khởi đầu của lịch sử Nutrilite Omega 3. Các nguyên liệu của Nutrilite Omega 3 bắt nguồn từ các địa điểm được lựa chọn dựa trên kiến thức sinh thái đại dương của chúng tôi. Từ các vịnh hẹp ven biển Na Uy, nơi thiên nhiên được bảo tồn tốt, đến Thái Bình Dương, nơi có dòng chảy Humboldt giàu chất dinh dưỡng. Nutrilite cố gắng tạo ra sản phẩm omega 3 gần nhất với tự nhiên, với các loại axit béo không bão hòa từ các nguyên liệu tự nhiên tinh khiết. Omega 3 dễ bị oxy hóa bởi ánh sáng và không khí. Do đó, để ngăn chặn quá trình oxy hóa, hầu hết các quá trình sản xuất được diễn ra trong chân không. Và các viên nang được kiểm tra mỗi 30 phút để đảm bảo chất lượng. Bản danh sách kiểm tra của Nutrilite còn nghiêm ngặt hơn các quy định khuyến nghị của WHO đối với các chỉ tiêu virus và kim loại nặng như chì, cadmium, thủy ngân, dioxin, v.v. Nhiều năm kinh nghiệm để luôn tìm ra các nguyên liệu tốt nhất từ thiên nhiên, áp dụng khoa học tinh tế để kiểm soát tất cả thành phần tự nhiên của các nguyên liệu. Đây là cách Nutrilite đã tạo ra sản phẩm omega 3 đích thực. Với hỗn hợp độc đáo các loại dầu bao gồm 60% dầu cá hồi, 40% dầu cá khác, cá cơm, cá trích, một viên sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 chứa 300mg omega 3 với tỷ lệ cân bằng khoa học, 180mg EPA và 120mg DHA. Ngoài ra, sản phẩm chứa 30EU vitamin E giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa. Nhà sáng lập Nutrilite Carl Rambaud hiểu rằng để tiếp tục khai thác được những dưỡng chất tốt nhất, chúng ta không được làm cạn kiệt nguồn cung cấp dinh dưỡng đó.
mà phải duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái nhằm đảm bảo nguồn cung cấp đạt chất lượng cao nhất và bền vững. Triết lý cân bằng đó của Karen Bock đã trở thành triết lý thương hiệu của Nutrilite và cũng chính là lời cam kết của Amway về canh tác hữu cơ và khai thác bền vững. Triết lý này không chỉ áp dụng cho các loại cây trồng mà cũng được áp dụng cho việc khai thác các đại dương. Nutrilite ứng dụng tinh túy từ thiên nhiên bằng cách thu thập các nguồn nguyên liệu chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời vẫn luôn tâm niệm duy trì tính bền vững của các hệ sinh thái trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Nutrilite còn luôn đảm bảo sự tinh khiết trong mọi viên sản phẩm Salmon Omega 3. Bạn có biết tại sao Nutrilite lại chọn vùng biển của Na Uy và Peru để đánh bắt các loại cá tạo nên Nutrilite Salmon Omega 3 mà không phải là các vùng biển khác? Mời bạn tìm hiểu lý do tại sao nhé. Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới đã bình chọn các ngư trường Na Uy là ngư trường khai thác bền vững. Các ngư trường này được quản lý tốt và được khai thác một cách có trách nhiệm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp dầu cá đã phát triển nhanh chóng, dẫn đến những thay đổi trong sinh sản và thói quen ăn uống của cá hồi làm giảm hàm lượng omega 3 trong những con cá này. Điều này có nghĩa là bây giờ cần có thêm 40% cá hồi để sản xuất lượng omega 3 tương tự như vài năm trước đây. Với trách nhiệm bảo tồn môi trường cùng với hướng tiếp cận mới thân thiện với đại dương, Nutrilite đã hợp tác với nhiều nhà cung ứng để đánh bắt đa dạng các loại cá mà không làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó, Nutrilite cũng tạo ra hỗn hợp dầu cá có hàm lượng omega 3 cao từ các loại cá này. Ngày nay, chiến lược tìm nguồn cung ứng đa dạng của Nutrilite đã được chứng minh là đúng đắn khi ứng dụng triết lý cân bằng của Karen Bock với thiên nhiên. Các nhà khoa học Nutrilite đã ứng dụng các kiến thức về sinh thái biển để tìm kiếm thêm nguồn cung cấp omega 3 ở ngay mũi đất nơi Chile đối mặt với Nam Cực. Các dòng nước biển lạnh có độ mặn thấp chảy dọc theo bờ biển phía tây Nam Mỹ về phía bắc Peru để tạo nên dòng Humboldt. Dòng nước lạnh giàu chất dinh dưỡng di chuyển từ vùng nước sâu lên vùng nước nông, tạo nên vùng nước trời có diện tích 300x30 dặm sát bờ biển Peru và trở thành hệ sinh thái ven biển có năng suất sinh học cao nhất trên thế giới. Nguồn nước lạnh và giàu chất dinh dưỡng là môi trường phát triển hoàn hảo cho các loại thực vật phù du và vi tảo. Vi tảo là nguồn cung cấp omega 3, EPA và DHA. Vậy tại sao vi tảo sống ở môi trường nước lạnh, giàu dinh dưỡng lại giàu omega 3? Đó là vì đây là thành phần chính để tạo nên màng tế bào tảo. Ở môi trường nước ấm, thành phần chính để tạo nên màng tế bào tảo là axit béo bão hòa. Tuy nhiên, ở môi trường nước lạnh, các liên kết của các axit béo bão hòa này trở nên cứng nhất, làm ngăn cản việc vận chuyển các chất dinh dưỡng giữa tảo và đại dương. Điều này đã tạo nên ưu thế tiến hóa, khiến cho các loại tảo cần tạo ra EPA và DHA ở màng tế bào, giúp cho màng tế bào của tảo thành dạng khảm lỏng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi các chất dinh dưỡng ở bên trong và bên ngoài tảo. Các loại cá cơm, cá trích, cá thu là các loại cá sống ở tầng nổi ở vùng biển lạnh giàu chất dinh dưỡng này. Chúng ăn các loại vi tảo và khiến cho chúng trở thành nguồn cung cấp dồi dào omega 3. Bên cạnh đó, vì thức ăn chủ đạo của các loại cá này là vi tảo, thực vật phù du vì vậy sẽ làm giảm thiểu các chất ô nhiễm như kim loại nặng do quá trình tích lũy sinh học. Đồng thời, Nutrilite đã ứng dụng tinh hoa từ khoa học nhằm đảm bảo viên sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 luôn tươi mới bằng việc bổ sung vitamin E là chất chống oxy hóa tự nhiên cho sản phẩm và chất lượng thông qua quy trình sản xuất tiên tiến, hiện đại và giám sát chặt chẽ, nghiêm ngặt. Các chất béo không bão hòa thường đối mặt với quá trình oxy hóa khi tiếp xúc với oxy. Khi đó, các liên kết hóa học bị bẻ gãy và hình thành những phân tử mới không có lợi cho sức khỏe. Để ngăn ngừa quá trình oxy hóa, Nutrilite bổ sung vitamin E là chất chống oxy hóa tự nhiên cho sản phẩm. Ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng của sản phẩm Salmon Omega 3. Nguyên liệu như dầu cá và các nguyên liệu khác được kiểm tra các chỉ tiêu hóa học và vi sinh trong phòng thí nghiệm. Có hai thành phần chính để sản xuất viên Salmon Omega 3, gồm có viên gelatin và công thức dầu cá Omega 3. Vỏ viên gelatin được tạo thành bằng cách trộn các hạt khô gelatin với nước và glycerin. Hỗn hợp này được gia nhiệt ở nhiệt độ 70 độ C, cho đến khi tan chảy thành dạng gel và trải qua quá trình chân không để loại bỏ các bong bóng khí. Công thức dầu cá Omega 3 được tạo thành bằng cách kết hợp hỗn hợp dầu cá cô đặc với hàm lượng chính xác vitamin E. Để đảm bảo sự tươi mới, tất cả lượng dầu trong thùng chứa phải được sử dụng trong vòng 72 giờ. Tại phòng đóng gói, gel và dầu được vận chuyển đến thiết bị rót. Gel ấm được làm lạnh nhẹ tạo thành tấm gelatin với độ dày thích hợp. Các tấm gelatin này được cho qua máy đóng gói và được cắt thành các nửa viên nang. Dầu omega 3 được bơm vào viên nang và sau đó được hàn kín lại. Phòng đóng gói có thể sản xuất 1.000 viên nang trên mỗi phút. Các viên dầu cá được chuyển qua máy sấy thùng quay và sấy trong vòng 24 giờ ở độ ẩm thấp. Ngay khi viên sản phẩm đạt được trọng lượng, độ cứng, độ dày phù hợp sẽ được chuyển đến phòng hoàn thiện.
Tại phòng hoàn thiện, các viên nén sản phẩm được đưa vào thiết bị phân loại để loại bỏ các viên quá lớn hoặc quá nhỏ. Kế đến, chuyên viên sẽ kiểm tra trực quan dưới ánh sáng cực tím về bong bóng, tạp chất hoặc hình dạng bất thường. Nhà máy trang bị dây chuyền đóng gói tích hợp, có thể cho ra 80 đến 130 hộp sản phẩm trong một phút. Các cảm biến hồng ngoại giúp đảm bảo số lượng viên sản phẩm chính xác có trong mỗi hộp. Tiếp theo là hàng miệng, đóng nắp sản phẩm. Sau đó sản phẩm được kiểm tra X-ray để dò tạp chất, dán nhãn và vận chuyển đến các khách hàng trên toàn thế giới. Mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất Nutrilite trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt, vượt qua các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Dược điển châu Âu, thực hành sản xuất tốt GMP, bao gồm kiểm tra sản phẩm mỗi 30 phút trong suốt quy trình sản xuất, thực hiện nhiều kiểm tra chất lượng ở mỗi giai đoạn của quá trình sản xuất, tổng cộng hơn 25 kiểm tra chất lượng khác nhau. Mỗi mẻ thành phẩm đều được kiểm tra chất lượng bởi phòng thí nghiệm bên thứ ba nhằm đảm bảo sản phẩm Salmon Omega 3 đạt được chất lượng và độ tinh khiết vượt hơn các tiêu chuẩn của ngành thông qua việc nghiên cứu, chọn lọc từ những thành phần tối ưu nhất từ thiên nhiên. Bằng các kiến thức chuyên môn và tinh chế bằng những kỹ thuật công nghệ hàng đầu, Nutrilite đã tạo ra sản phẩm Salmon Omega 3 với các ưu điểm tinh khiết, tươi mới, chất lượng. Nutrilite Salmon Omega 3 có công dụng bổ sung Omega 3, DHA và EPA, hỗ trợ giảm cholesterol máu, tốt cho tim và não bộ. Đối tượng sử dụng là người từ 12 tuổi trở lên và cần bổ sung Omega 3 liều dùng, uống 1 đến 3 viên mỗi ngày. Bạn nên bảo quản sản phẩm ở nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại những ý chính trong khóa học này nhé. Axit béo Omega 3 là axit béo thiết yếu giúp duy trì sức khỏe tổng thể. Nutrilite Salmon Omega 3 sử dụng một công thức độc đáo thân thiện với đại dương để giúp bổ sung cho chế độ ăn uống. Salmon Omega 3 có vai trò hỗ trợ cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Sự pha trộn độc đáo của dầu cá hồi, cá trích và cá cơm tạo ra viên sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 với 300mg axit béo Omega 3 với tỷ lệ cân bằng khoa học là 180mg EPA và 120mg DHA. Nguồn khai thác bền vững, cá trích và cá cơm từ dòng Humboldt ở Peru có nồng độ cao EPA và DHA, cá hồi thu hoạch từ các trang trại nuôi cá bền vững ở Na Uy, nguồn dưỡng chất từ biển chất lượng cao, đáp ứng hoặc vượt qua các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt trong ngành, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới, Ủy ban An toàn Dinh dưỡng, Tổ chức Toàn cầu về EPA và DHA, tiêu chuẩn dầu cá quốc tế. Một viên sản phẩm Nutrilite Salmon Omega 3 tương đương với lượng Omega 3 trong 28g cá hồi, với liều dùng 1-3 viên mỗi ngày. Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành những nội dung chính của khóa học. Kiến thức tổng quan về Omega 3 và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3. Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe.